À, dạ xin chào cả nhà, chiều nay ghé ở Tân Bình mọi người, đây có một cái quán bún bò siêu hấp dẫn luôn. À, bây giờ là 4 giờ kém 15, tới thấy 3 rưỡi là có nhiều người tới đây là đã ngồi để chờ rồi. Mặc dù là chưa có dọn xong hàng rồi đó. Nhìn cái tủ là siêu hấp dẫn lắm mọi người, đã chưa? Ôi cái nồi nước lèo bỏ cái sườn siêu quách nè, sườn siêu quách với cái bò viên nhìn đã chưa mọi người? Trời ơi, nhìn cắt lợn quá. Ủa, chả cua hả? À, chả cua. Chị, mấy cái lòng xả để là chi vậy? À, tí nữa mới bỏ hả? À, xương nhiều quá chưa bỏ chưa được. Tưởng đâu là để chân cho đẹp. Tưởng đâu trang trí thiệt. Được. Bắt vào bắt đầu vào giờ căng thẳng rồi đó. Đây là anh chủ đây. Mấy giò? Một giò thôi. À, ba bò một giò. Đây qua phía đây để mà quay cái tủ để mọi người xem mà cái tủ cực kỳ hấp dẫn như thế nào nè. Điện thoại đặt hàng quá trời kìa. Trời đó thấy không? Đặt hàng đó thấy không? Trời ơi, xếp cái tủ này. Xếp cái tủ quá chi là chắc luôn. Bốn phần siêu quá lớn nha. Đây khách đứng chờ từ nãy giờ đó, ông chủ đứng đó, ông chủ người Quảng Ngãi luôn á, xe bún bò đó. Cái đặc biệt là cái bún bò ở của người Quảng thì người ta dùng chả cua chứ là người ta không có dùng bò viên, bún bò chả cua. Cho nước gì cho thêm một cuốn luôn, ăn là tô 60 á. Dạ. Rồi ai đúng rồi. Rồi giờ ở trên này là cái rau sống để chuẩn bị sẵn. Làm lia lê lẹ luôn. Cái giò gấu là găng đúng không? Giò mỡ găng đúng không? Cái kia có găng là chỗ này. Tại giò mỡ. Rồi. Còn tô bình thường đầy đủ là giá nhiêu chị? Có giò là 45. Có giò là 35 hả? 38. Ít hơn thôi ha. Em thấy chị sắp cái tủ đẹp quá, nhìn hấp dẫn ghê á trời. Đây là cái gì, địa chỉ 148 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10 quận Tân Bình nha mọi người. Tới 3 giờ chiều mới bán, nhưng mà thường quên tới 4 giờ chiều mới bán, người ta thường thấy 3 rưỡi là rất là nhiều khách rồi. Đó, người ta nước quá trời này. Chưa được 4 giờ là quá trời khách, người ta đang tới người ta chờ rồi, cái được nồi nước lèo nó sụp sụp luôn. Đây nồi nước lèo bên kia chị có cách chắc cái nồi nước lèo hay chứ để đây bán siêu quách nữa nè. Đó, vậy nó muốn đi con.
xíu quách viên này. À, cái nồi nước lèo để bán xíu quách viên á. Xíu quách riêng và làm một tô như vậy. Dạ. Có bún 10 mà không có bún là 35. Rồi cái tủ cực kỳ hấp dẫn. Này con chị này có chén cua không? À có chén cua. Rồi tô tái gói. Bún súp lớn. Bún cua súp quất con quýt cái nhà. Rất là nhiều khách người ta ra ngồi chờ bởi vì đào giờ đó, đào giờ nó khách người ta đợi trước ấy. Đấy gói rồi, cái này bún lớn. Bún xương lớn, có quyết, bún xương quách, cua, có quyết. Bún siêu quách. Đây, ở đây, đây, đây. Nhìn cái tô siêu quách cũng luôn á. Bún xương lớn này. Đó, mấy cái nồi siêu quách vậy mà bán xíu là càng vơ liền. Nhiều ghê á, bởi vậy chắc cả son á mà bán rất là nhanh vậy. Khách thôi hết rồi. Có vẻ khách ở đây thích gầm siêu quách. À, nhìn nhìn cái nồi nước lèo siêu quách quách rồi luôn. Nghe nói ở đây bán chừng 2 tiếng đồng hồ là hết sạch đó. Ai ăn muộn đi tới muộn là hàng hôm sau á. Hay chứ cái chỗ chị ngồi nó chặt sát luôn. Chị hai phần á, một phần tái làm với một phần còn làm một đồ quay. Còn ba bốn chục còn hai ba. Bỏ trong cái đồ quay ở ngoài luôn đó, anh Tùng hai người làm đây thì đồ quay ở đây rồi. Quay ngoài. Bốn chục quách luôn rồi anh. Còn bốn chục quách với lại một phần tái làm. Đó, nãy một người thấy cái nãy lúc đào giờ không? Cái nồi xe quách chắc là nhóc luôn, bây giờ hết rồi đó. Vơ xuống rồi. Bán xe quách rất là nhanh luôn. Cũng thật, người ta ở đây người ta dùng cái món xe quách có vẻ là ưa chuộng ghê á. À, bây giờ các cái xả mới bỏ vô. Đây cũng bò chả cua. Nồi siêu quách luôn. Một tô bún siêu quách nha, cái tái nạm. Một tô tái nạm, một tô bún siêu quách đúng không? Đúng rồi, với lại một con tái nữa nha. Nha, một chén tái. Cua rồi, giờ khoai tái cua.
cái gì hết còn đâu đó, ai cũng xuống lớn. À, giò còn 80 giò đầy đủ. Cô này 24 nha con. Một chén lái đó chị. Tối nó mới ăn ha. Dữ thiệt á. Em đang muốn bỏ. Cái này đủ gia sư công đúng không? Ờ. Có một cái phái nè nha. Ổn thiệt. Cái phái công quá. Đây kê được 4 cái bàn, còn phía trong nhà nữa. Phía trong nhà nữa. Bò một cố nạm, xong rồi một bò hai phần xuất không anh gì. Sài Gòn có những điểm bắn khủng luôn đó mọi người. Bịch trên một phần như mấy phần này chị? Hả? Một phần này. Một phần thấy nhiều ghê á. Bởi vậy ngồi biết là thủ cái khăn liền cho ông. Rồi chuẩn bị bệnh mùi bệnh đêm kia nha, ai cũng xuống lớn mùi bệnh đêm kia nha, ai cũng xuống lớn mùi bệnh đêm kia nha. Dạ. Chị bữa nào cũng đông vậy chị? Em ở Bình Sơn. Bình Sơn hả? Dạ. Chị cũng ở trong hải vậy? Mùi đất ở trong này mà. Dạ. Rồi hai giò không anh? Rồi 50 xương với một móng không muốn đem về. Móng không luôn. Chị vô đây bán lâu với chị? Mấy năm. Cái phần dưới là phần gân hả? Ờ. À, hai cái hộp gân đó. Mọi người nhìn xuyên qua xem cái tủ này, chắc đầy nhóc là bán sạch luôn. Bán rất là nhanh luôn. Người ta hỏi còn hay không nữa kìa. Thôi nè, mấy cái nồi nước lèo mà sạch trơn nè. À, xí quách bắn rất là lẹ luôn, nhìn nhiều vậy chứ bắn lẹ lắm. Rồi, đặt 300 xương hết rồi nha. Rồi, ai xuống lớn hơn đây đi. Đặt 300. Đây cái địa chỉ đây, 148 Đi Dương Liên, phường 10, quận Tân Bình nha. Bắn 4 giờ chiều. Đó, hết xương siêu quách rồi đó. Ồ, công nhận là đặt lần 400. Đặt
đó, dạ là phần xương là hết, thích không? Làm thêm 10 tô đi. Trời ơi, vô mua là 10 tô. Này bắn loáng cái là sạch luôn. Này đứng sau đây nhìn mọi người thấy cái tủ là cực kỳ hấp dẫn luôn. rồi chờ chị xíu đi, làm ba đầy đủ cho ông về trước đi. Xương lớn xương nhỏ là à, lớn là 50. Của em là ba bốn xương thôi, với lại một xương không nha. Em đặt đó. Tí nữa là lộng 15 ngàn đúng không? Rồi ba đầy đủ cho ông về phải không? Thì, ba bò à? Cầm cái phá mà múc cái xíu quách để không là cầm bắt lên cái khỏi lặng. Dạ. Múc cái... 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 Múc sớm cho hồng là không có ăn bây giờ mua cái tay trái anh Dương, coi cái tay trái chị
mấy con nửa tiếng hồ. À, hai tiệc cái chứ. Nè, mấy cái chỗ này. Đó. Làm giả phụ cho để làm ba bút xuống hết hết đặt. Về đây nè. Chuyện gì đây? Đúng là nó có cái điểm á ha. Cái điểm. Nhưng mà ở đây cái siêu quách bắn được ghê. Món cái đồ siêu quách nhìn là cái khẩu đó là đồ à, người ta thích ăn siêu quách kia. Từ trước giờ kia thấy cái ban quán cũng bò mà người ta ăn siêu quách tiếp được. À, 5 giờ là hãy sạch ra bắt rồi hả? Có thà ba bốn con lớn trong nhà cho ba cái đó tôi sẽ quách đi cũng thích không thôi thảo thảo đi đó con để lại lại phụ chọn mày đi đó để đi. Hôm nay thì mọi người xem cái
Gòn ha. Các bạn ăn đó. Đến đây đi. Quán công nghệ quán trò mà bán buổi chiều khá là nổi tiếng, nhưng mà thật sự là bữa nay cũng có dịp ghé đây một lần. Cũng ăn thử một cái tô bún bò ở đây, mình ăn con ăn cái không ăn giò không ăn xương này. Buổi chiều mới sớm quá, cái 4:30 5 giờ kém cho nên là thường không ăn sớm á dài. Ở đây có nạm, có huyết, có gân, rồi có một cái cục bài chà cua nữa nè. Nghe người ta khen ở đây bún bò nước lèo nấu ngon lắm thì cũng chưa ăn lần nào, nay là lần đầu tiên ghé tới đây thì cũng ăn thử một tô xương ra. Cái nước lèo nó cũng nấu ngọt nhưng mà cũng được, theo cái cách nấu của người miền Trung á nó vẫn còn là giữ lại được. Bún bò Quảng Ngãi nó không có giống cái bún bò của người Huế hay là bún bò trong Nam. Rồi họ thêm tí rau vô ha, đây có rau bắp chuối với lại cái rau xà lách này. Nói chung là mình thấy một cái con đường nó nhỏ như thế này, nó không phải là một con đường lớn gì, nhưng mà thật sự là chỗ này nó đông khách khủng khiếp á. Trước giờ mình cũng có nhiều cái quán mình thấy nó đông rồi, nhưng mà thấy những cái quán giờ nó đông ghê gớm. 3:30 là thấy có người tới đây đứng rồi, bởi vì mình lúc mà mình tới đây là 3:35, thấy có rất là nhiều người ở đứng ở chờ để ăn cái bún bò, quá khủng. Nghe nói ngày nào cũng vậy, ngày nắng ngày mưa cũng vậy, tính ra bán con được ghê. Đây đây là cái phần chả cua này. Xốp xốp cũng được.